thể của em Startup tìm hiểu Backup 321 hoạt động như thế nào khi có sự cố dữ liệu xảy ra nhé. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu xem backup 321 thì data của chúng ta sẽ hoạt động như thế nào nhé. Chúng ta sẽ có một file server, sau đó chúng ta backup file server này về một thiết bị NAS. Và lúc này chúng ta dùng Active Backup for Business để tiến hành backup 321. Lúc này thì Active Backup for Business sẽ tạo ra 3 bản backup cho dữ liệu của bạn. Hai bản backup sẽ nằm trên hai thiết bị NAS khác nhau và một phiên bản sẽ nằm trên cloud. Thì khi sự cố dữ liệu xảy ra, chúng ta backup dữ liệu giữa hai thiết bị NAS này hoặc là giữa một thiết bị NAS và cloud thì chúng ta cần phải làm một cái thao tác, đó chính là relink. Vậy thì làm sao để làm thao tác relink giữa hai thiết bị NAS với nhau thì chúng ta dùng phần mềm snapshot replication. Nếu là giữa thiết bị NAS và cloud thì chúng ta dùng phần mềm hyper backup. Sau khi lấy được data backup về, chúng ta chỉ cần relink cái data này với thiết bị NAS hiện tại của bạn là chúng ta đã có thể sử dụng data một cách bình thường rồi. Bạn có thể gọi ngay cho chúng tôi hoặc đến để trải nghiệm giải pháp lưu trữ dữ liệu tối ưu dành cho doanh nghiệp tại showroom của em Startup.